Nam Mô Bụt Thầy giá, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Đắc Tham Má trên mạng Internet qua Ban Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ vào mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng. Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 10 năm 2021, Phật lịch 2565, bài học hôm nay môn học Kinh Tương Ưng, Samyutta Nikaya, chương 2, Tương Ưng Thiên Tử, phẩm cấp cô độc, bài 2, Kinh Vendú, Vendusuttang, tu cần đúng thầy, đúng pháp, đúng thời, sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh uyển tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lệ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chữ thiện để phân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp theo chương trình, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam Mô Bụt Thầy giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ tăng chúng, kính chào chư vị giảng sư, kính chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về một bài kinh, mặc dù ngắn nhưng mà nó mang ý nghĩa rất quan trọng. Khi mà thiên tử quên đúng đã nói lên bài kệ tán thán Đức Phật, là con người ở trong cõi nhân loại có được diễm phúc gặp Đức Phật giáo pháp
để từ đó tinh tấn tu trì. Chỉ có bao nhiêu thôi, nhưng mà Đức Phật Ngài đã nói lên một bài kệ tiếp theo. Ngài nói bao nhiêu đó chưa đủ, là cần phải tu tập để đạt đến cái cứu cánh giải thoát. Cái đó mới là một điều diễm phúc, một điều an lạc thật sự. Vì nếu như chỉ sinh nhầm cái thời kỳ có Đức Phật và chỉ nghe pháp rồi đi về đó, thì như vậy nó cũng chẳng lợi lạc gì, cũng giống như là mình được mời, được mời đến một cái dự một buổi tiệc, nhưng mà mình chỉ ngồi đó mình nhìn, gọi là dự tiệc, chỉ ngồi nhìn chứ mình không có ăn. Thì như vậy sau khi tàn buổi tiệc mình đi về thì mình sẽ đói. Cũng như thế, cái việc mà chúng ta tu tập là chúng ta phải thành tựu cái cứu cánh, tối thiểu cũng là được cái công đức, thành tựu cái quả phước, quả của công đức đó đem đến sự an lạc. Bài học hôm nay sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân, vị giảng sư trong ngày hôm nay sẽ thuyết giảng. Bây giờ thì xin mời cô Phúc Lan đọc cho trên kinh của bài học, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập cho nội dung bài học ngày hôm nay. Dạ, kính cảm ơn quý sĩ. Bài 2 Kinh Vendú Xuất Tăng, tu cần đúng thầy, đúng pháp, đúng thời, dẫn nhập. Thiên tử Vendú có niềm tin mạnh mẽ ở Đức Phật đã nói lên lời tán thán là con người trong cõi nhân loại có được diễm phúc là gặp Phật và giáo pháp để từ đó tinh tấn tu trì. Đức Phật trả lời bằng bài kệ nhắc thêm hai điểm quan trọng là gặp Phật, biết pháp để tinh tấn tu là tốt rồi, nhưng còn phải đúng thời và đạt đến cảnh giới hoàn toàn giải thoát, không còn sanh tử. Điều này nhắc nhở là gặp thầy giỏi là một chuyện, mà đúng cơ duyên thích hợp để phát huy tiềm chất là một chuyện khác cần lưu ý. Và sự tinh tấn tu tập chỉ thực sự có ý nghĩa khi có mục đích rõ ràng. Cứu cánh mà người con Phật hướng đến là giải thoát sanh tử. Kinh văn. Đứng một bên, thiên tử Vendú nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Thiên tử, hạnh phúc thay những người sau khi hầu thiện thệ, tuân phụng lời Ngài dạy, tu học không phóng dật. Thế Tôn nói, Vendú, những ai thiền tu học trong pháp cú ta dạy, tinh cần không phóng dật, đúng thời họ sẽ đi thoát khỏi tay tử thần. Bạn hiểu đính thiên tử, vui thay những con người phụng hành lời thiện thệ, ứng dụng pháp cồ đàm với tinh cần tu tập. Thế Tôn, hỏi thiên tử Vendú,
những ai tu theo ta hành thiền đúng phương pháp, với nỗ lực đúng thời thoát cương tỏa thần chết. Thích văn: Sukhita Vatte Manuja, hạnh phúc thay những con người. Sugatang Sugatam Bajiru Pasiya, phụng sự đấng thiện thệ, hành trì sự hướng dẫn của đức thiện thệ. Junjam Go Tama Sasane, ứng dụng lời dạy của đức Gotama. Appamatta Nu Sikkhare Ti, tinh cần tu tập, tu tập không chểnh mảng. Ye Me Pa Vutte Siddhi Pa Ye, những ai theo con đường ta dạy. Venduti Phagawa, đức Thế Tôn nói với Venduti. Anusikhanti Hasino, hành thiền đúng phương pháp. Kale Te Appamajanta, nỗ lực đúng thời. Namaskuvasaga Siyunti, không còn trong vòng cương tỏa của tử thần. Thích nghĩa chữ Sugatang Bajiru Pasiya mang nghĩa đen hầu hạ Đức Phật, hàm ý là thực hành lời Phật dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu hiệu đính và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng nội dung bài học ngày hôm nay. Và con chưa có thấy nick của Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, xin quý vị hoan hỷ chờ trong giây lát, có lẽ Thượng Tọa Pháp Tân đang trục trặc về đường nét. Dạ, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Con đã thấy ngài online. Nam mô Bụt Thầy Giáo, kính đảnh lễ Thiền Tọa Tổ Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý chư tử. Thưa vị, có những ngày mà đường truyền trong phao thoát rất là khó khăn để chư vị giảng sư vào trong rung. Lại giờ chúng ta thấy Thiền Tọa Pháp Tân ra vào cũng nhiều lần, nhưng mà có lẽ online thì được, nhưng mà vào phao thoát không được. Chúng ta kiên nhẫn. Và trong lúc chờ đợi thì Tọa Tân, chúng tôi xin được tiếp lời. Bạch Thượng Tọa Thiền Sư, không biết là Thượng Tọa có giảng cho bài hôm nay không? Nếu Thượng Tọa giảng được thì kính thỉnh Thượng Tọa Thượng Bình giảng rồi, đắc sĩ để điều học. Và nếu sư huynh không có ở trước máy thì sư đệ sẽ tiếp lời thầy cho Thượng Tọa Pháp Thượng Tọa Pháp Tân trong lúc chờ đợi Thượng Tọa Pháp Tân trở vào. Thưa quý vị, có lẽ Thượng Tọa sư đệ dạ. Thỉnh sư đệ điều khuyết giùm cho Thượng Tọa Pháp Tân chút xíu. Dạ vâng. Vì sư huynh cũng mới vừa giảng ở trong pháp cú hồi nãy. Dạ. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi chỉ tiếp lời cho Thượng Tọa Pháp Tân ở trong giây lát. Nếu mà lát nữa Thượng Tọa Pháp Tân vào thì xin quý Phật tử khoan hỷ cho chúng tôi biết để Thượng Tọa Pháp Tân tiếp tục. Thưa quý vị, ở trong đời này khi mà chúng ta nói đó, thì nó có nhiều cách nói. Có nhiều cách nói mà ví dụ như trong Kinh Pháp Cú có câu là Đức Phật ngài dạy rằng
Cái Đấng Như Lai chỉ là bậc đạo sư, các con phải tinh tấn nỗ lực. Thì điều đó Đức Phật Ngài nói lên hai cái yếu tố là chư Phật là những bậc thầy, và chúng ta, những người đệ tử Phật, là đi theo con đường của chư Phật. Thì chúng ta phải cố gắng tinh tấn. Nói một cách khác là khi mà Đức Phật dạy câu đó được ghi trong Kinh Pháp Cú và nhiều nơi khác đó, thì Ngài nói lên hai cái yếu tính là vị thầy là có công việc, có phần hành của vị thầy, nhưng mà rồi học trò cũng phải có cái phần hành của người học trò. Chứ không thể nói rằng mình đi học thì tất cả những cái sự tiến bộ thành tựu đều là giao hết cho vị thầy. Cũng như là ngày nay người ta nhắc các phụ huynh rằng học đường, nhà trường mở ra đó là để dạy các em, nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng mình giao hết cho nhà trường, giao hết cho thầy cô, mà cha mẹ phụ huynh cũng có vai trò cha mẹ phụ huynh, và chính các em chỉ là đóng cái vai trò rất là quan trọng là các em phải học. Tuy vậy nó vẫn chưa đủ, dạ nó vẫn chưa đủ. Ở đây khi mà thiên tử Vên Hút trình bày với Đức Phật, ca ngợi Đức Phật, thì nói lên cái lời tán thán, đó là tán thán Đức Phật bậc đạo sư, và với những ai mà hành trì theo của Đức Phật đó thì người đó quả thật, dạ người đó quả thật là hữu duyên, hữu phúc, hữu hạnh mới gặp được Đức Phật và tinh tấn hành trì. Thì Đức Phật lại đề cập đến thêm một cái yếu tính khác, mà yếu tính đó đó chúng ta rất là cần nên biết, đó là đúng thời. Dạ, đây là một điều mà chúng ta cần đề cập. Dạ, cần đề cập đến trong cái buổi học ngày hôm nay. Thì như vậy, thưa quý vị, lời thiên tử Vên Hú không phải là sai. Dạ, không phải là sai. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là có những người nói rằng mình được qua Mỹ, thật là mình có phước. Dạ, mình có phước mới qua Mỹ. Thì đúng là đất nước Mỹ là đất nước của cơ hội làm ăn, cơ hội của sự học, của học vấn. Và bản thân của mình có cái duyên may, có cơ may mình qua Mỹ. Nhưng mà nếu mà chỉ là nước Mỹ và chỉ có chúng ta đi vào Mỹ được thì nó cũng chưa hết câu chuyện đâu. Kỳ thật thì nó còn có một những cái yếu tính khác. Và yếu tính đó là nước Mỹ là nước có cơ hội, nhưng mà chúng ta còn phải biết nắm lấy cơ hội đó. Dạ, nắm lấy cơ hội tức là khi cái cơ hội nó xảy ra, có nhiều người qua Mỹ 20 năm mà không biết nắm lấy cơ hội đó thì cũng không được. À, là ra ở đây vị thiên tán thán Đức Phật là nhìn từ cái góc nhìn của một vị thầy, một vị đạo sư. Quả thật là sự ra đời của Đức Phật là một sự ra đời hy hữu, và chúng ta có cái duyên được gặp Phật, được tiếp xúc với giáo pháp của Đức Phật, được học hỏi giáo pháp của Đức Phật, nó là một chuyện của hy hữu. Nhưng mà đem áp dụng chuyện đức hay không đó là một cái chuyện khác. Thưa quý vị, do vậy ngày hôm nay chúng ta nói đến ba cái yếu tính mà để cái dẫn đến một cái kết quả, một kết quả thực sự gọi là giải thoát sanh tử. Yếu tính đầu tiên đó là gặp được Đức Phật ra đời. Như chúng ta biết rằng hầu hết chúng sanh trong đời, và đặc biệt là ở trong cái bài kệ này, vị thiên đã dùng một chữ mà chúng ta nói, chúng ta có thể khi mà chúng ta đọc cái bản dịch á, dù là bản hiệu đính hay bản dịch á, thì chúng ta nghe chúng ta nghĩ đó là một nhân xưng đại danh từ, và
Ví dụ như là ở trong cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu mà ghi ở đây là đấy là hạnh phúc thay những người, và ở trong cái bản dịch của chúng tôi là vui thay những con người. Thì khi mà chúng ta nói hạnh phúc thay những người hay vui thay những con người đó, thì chúng ta nghĩ đó là một cái nhân xưng đại danh từ. Nhưng mà thời thực những con người ở tại đây đúng là trong ý nghĩa là loài người hay là nhân loại. Tại vì ở trong cái chữ nguyên á, và cái chữ nguyên có cái chữ gọi là Madhucha. Dạ, Madhucha tức là thuộc về cái dòng dõi của loài người, hay là thuộc về giống người, hay là thuộc về nhân loại. Dạ, thuộc nhân loại. Tại sao chúng ta phải nói đến chữ này? Bởi vì thưa quý vị, Phật pháp dạy rằng chúng sanh có rất nhiều cõi, có những cõi quá khổ mà không được hưởng cái lợi nhiều từ giáo pháp của Đức Phật. Thí dụ như địa ngục, là quỷ bằng sanh có vân. Rồi có những cõi thì quá sung sướng như là chư thiên phạm thiên. Chư thiên thì từ cõi trời Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đấu Xuất, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại đó, thì chúng sanh này sanh ra có phước và do có quá nhiều phước báo đó, do vậy đó cái điều kiện tu tập của họ khác, nó không giống như cái điều kiện của loài người. Và các cõi trời phạm thiên thì nhiều lắm là được nghe một vài câu pháp. Nếu mà quý vị để ý, chúng ta đã trải qua nhiều cái bài kinh đầu của Tương Ưng Bộ, thì chư thiên đến gặp Đức Phật nói lên một bài kệ, hay là nghe Đức Phật khai thị một bài kệ đó, thì nghe cũng hơi nhiều, nhưng thật sự không có nhiều. Dạ, không có nhiều. Chư thiên không thể nào mà muốn tu tập rồi xuất gia, rồi vào trong trường thiền, hành thiền, rồi sống ở trong tăng hội được. Mặc dù những chuyện đó đối với loài người chúng ta thì chúng ta thấy nó bình thường, mình thấy không có chuyện gì. Nhưng mà chúng tôi lấy một cái ví dụ này là nếu một người nào đó, đó mà họ rất là giàu có tiền bạc, họ sống ở xã hội Tây Phương, tự nhiên họ đọc sách, họ cảm thấy rằng cái đời sống xứ gia Đức Phật này cho mình có nhiều cái phước quá, họ muốn tu cũng phải dễ tu đâu. Và nếu mà cái xứ đó không có Phật giáo, nếu xứ không có chư tăng, nếu xứ đó không có chùa chiền, thì bảo rằng đọc kinh Phật thì giống như là người ta đọc tác phẩm Siddhartha, mà dịch là câu chuyện dòng sông của Herman Hesse, họ đọc thì nó có lợi về mặt tư tưởng. Và quý vị không nghe được hả? Quý vị chờ chúng tôi chút xíu nhé. Dạ, quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không vậy? Dạ. Dạ, quý vị chờ tôi chút xíu. Ôi dạ vâng, dạ có một vị cầm bích nữa nên chi dạ có vị cầm bích nữa nên chi quý vị nghe tập âm, dạ nghe rõ được là tốt rồi. Dạ thưa quý vị, thì ở đây đó, cái nhìn của thiên tử Ven Hú là quả thật là con người có phước. Dạ, con người có phước mới gặp được Đức Phật, thì chữ đó không có sai. Dạ, thứ nhất á, là được sanh làm người, mang thân nhân loại. Bây giờ mà khi chúng ta sống hàng ngày, đôi khi chúng ta hay than phiền, mình đi làm cực quá, hay là bị để đến chùa gặp chuyện này kia phiền não, hay là mình thế này thế kia, thân mình nay bệnh mai đau vân vân. Nhưng mà là một người Phật tử, là một người hiểu Phật pháp, thì chúng ta cũng nên hiểu một điều rằng sanh được làm người và sống ở trong xã hội loài người, và đặc biệt là lớn lên trong một nền văn hóa Phật giáo, được tiếp xúc với Phật giáo, là chúng ta có một cái cơ duyên tu tập. Mà thật ra cái cơ duyên đó không có ở cõi trời, không có ở các cái cõi khác, như chúng ta đọc ở trong kinh là có những cái chúng sanh như loài long chủng, những loài long vương chẳng hạn, họ muốn xuất gia mà cũng không được phép như vậy, tại vì không phải là người. Khi mà chư tăng làm cái giới đàn cho tu thì
con người phải đúng nghĩa là con người đó, thì mới được tu tập. Và do vậy chúng ta nên biết rằng sanh làm người là một điều có phước. Rồi không phải chỉ làm người mới có phước mà gặp được Đức Phật. Và ở trong này có một cái chữ mà quý Phật tử nên nên để ý đó, là cái chữ gọi là Vayi Rupasya. Vayi Rupasya tức là chúng ta gọi là hầu hạ hay là phụng sự. Hầu hạ phụng sự Đức Thiện Thể ở đây không có cái nghĩa là làm thị giả của Đức Phật hay là hầu hạ Đức Phật như Tôn giả Năng Đa. Mà cái câu này rất là phổ thông. Dạ, rất là phổ thông. Một cái vị tỳ kheo mà nói với những người bạn đồng phạm hạnh của mình, nói rằng xin hãy đến nhân danh tôi đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và bạch Đức Thế Tôn là nói vị tỳ kheo tên đó đã hầu hạ Đức Thế Tôn. Thì có cái vị đó mang cái nghĩa là vị đó đã tinh tấn hành trì, và ở trong sự hành trì đó có tiến bộ, có thành quả, có thành tựu. Yeah, gọi là đúng nghĩa là hầu hạ Đức Thế Tôn. Thành ra trong cái cách nói ngoài bình thường, người ta nói là phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật, hay là chúng ta có cái câu nói khác là ai cúng dường ai hành trì giáo pháp là cúng dường Như Lai bằng cách cao thượng. Thì ở đây chúng ta cũng có thể nói một câu mà nó hơi ví von, nhưng mà thật sự nó mang cái nghĩa rất là chuẩn ở trong Phật pháp, đó là ai là người hành trì và có những thành quả thiết thực trong sự hành trì giáo pháp Đức Phật đó, thì người đó là người đã phụng sự Đức Phật. Là cái câu mà gọi là phụng sự Phật hay hầu hạ Đức Phật, hầu hạ Thiện Thể đó, chỉ cho một người có hành trì và có hành trì có tu tập. Và sự hành trì ở đây tại đây đó, nó còn có một cái ý nghĩa ở trong đó đó, đó là hành trì mà với cái sự tinh tấn. Dạ, hành trì với sự tinh tấn, hành trì với cái một cái sự không có chểnh mảng, không có giải đãi. Dạ, không có chểnh mảng, không giải đãi. Thưa quý vị, có một cái chữ mà ở trong Phật pháp, dạ, ở trong Phật pháp dùng. Dạ, quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Dạ, có một Phật. Dạ, quý vị chờ chúng tôi một chút. Có vị nào miêu chụp cái nick của đời hữu sân sô dục. Dạ. Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn của Hà Cát. Thì xin quý vị... chúng ta có chữ Sikha, chữ Sikha, yeah, có chữ Sikha, yeah. Chữ Sikha ở đây có nhiều lúc chúng ta dịch là học, nhưng mà nó mang cái ý nghĩa không phải là học hỏi không, mà chữ Sikha có nghĩa là hấp thụ, nghĩa là huấn luyện. Giống như trong tiếng Anh chúng ta có chữ training vậy đó. Chữ training tức là được đào tạo, được hấp thụ, được huấn luyện. Yeah, được huấn luyện, không phải chỉ là mình đơn thuần là mình chỉ nghe ta nói gì mình học cho biết, học kiến thức, mà chữ Sikha, Sikha còn đi xa hơn nữa. Thành ra cái chữ Sikha đó chữ Sikha đó nó mang một cái ý nghĩa là thủ huấn, tức là mình hành theo, mình thực hành. Ở đây chúng ta có chữ anusikha tức là học theo, học theo, hành trì theo. Một cái người mà học theo mà với cái sự không có chểnh mảng. Ở đây chúng ta có chữ pamatta. Dạ, yeah. Pamatta tức là giải đãi, mà apamatta là không có dễ vui,
không có lơ đễnh, không có chánh mạng, mà chúng ta dịch là tinh cần. Dạ, tinh cần tức là nỗ lực. Hồi xưa khi chúng tôi mới vào trụng chùa đó, mà bác Phạm Kim Khánh bác có dùng cái chữ gọi là chuyên niệm. Dạ, chữ chuyên niệm, nhưng mà ở đây thì chúng ta nói là một cái sự nỗ lực không có ngừng nghỉ, cái không có lơ là, không có chánh mạng, không có giải đại, gọi là appamatta. Dạ, appamatta. Chữ này là một trong mấy chữ mà chúng ta nghe rất là nhiều. Thì cái người mà tu tập, cái người mà tu học không có chánh mạng theo giáo pháp của Đức Phật ấy, thì người đó là một người rất là đáng để tán thán. Thưa thì chúng ta có một cái chữ khác ở đây mà vị thiên cũng xài đó, là cái chữ duyên chăng. Duyên chăng nó từ động từ duyên chát tí. Dạ, duyên chát tí. Chữ duyên chát tí này đó, ngày hôm nay đó, nó giống như cái chữ mà Bạch Hạnh hay dùng cái chữ tiếp hiện mà gọi là engage Buddhism. Engage Buddhism tức là một cái cách tu, cách học mà nó không phải chỉ nói ngoài miệng, nói đồ môi chót lưỡi, nói cho có nói, mà thực sự là nhập cuộc. Dạ, chúng ta dùng cái chữ duyên chăng ở đây, nhập cuộc là hay lắm. Dạ, duyên chát tí là nhập cuộc. Thì trong cái sự duyên chát tí này đó, nhập cuộc cái gì? Nhập cuộc đó là Gotama Sasane. Sasane ở đây là giáo pháp, dạ, hay là lời dạy, hay là huấn ngôn. Dạ, Sasane giống như chúng ta nói là Phật giáo vậy đó. Dạ, lời dạy của Đức Gotama. Gotama đây là dùng cái danh tính đích thực của Đức Phật lịch sử, tức là Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Gotama. Dạ, tức là vị đó nhập cuộc với cái lời dạy của Đức Phật. Dạ, chúng tôi nhớ nói là chữ duyên chát tí, chữ duyên chăng ở đây cái nghĩa nó rất là đặc biệt, là dấn thân, là nhập cuộc, là không phải chỉ học cho biết, học để thỏa mãn tri thức, học cho nghe, mà thật ra thì có làm gì. Thì cái vị thiên đó nói rằng thật là vui thay cho nhân loại. Dạ, vui thay cho nhân loại là những cái người đã dấn thân, nhập cuộc, học hỏi theo lời dạy của Đức Phật, và người đó đã hành trì lời Đức Phật dạy, gọi là phụng sự Đức Phật, và hành trì một cách tinh tấn, có nỗ lực. Nhưng mà thưa quý vị, lời nói đó bật là lời nói xứng đáng, rất là đẹp, nói lên cái sự tán thán, vừa tán thán Đức Phật, vừa nói lên cái niềm hạnh phúc của nhân loại, vừa nói lên cái hữu duyên, hữu hạnh, hữu phúc của loài người. Nhưng mà rồi nó còn chưa đủ. Dạ, còn chưa đủ. Khi mà Đức Phật ngài nghe vị này nói như vậy thì ngài lại đọc lên một cái bài kệ khác. Dạ, bài kệ khác. Thì cái bài kệ đó đó, Đức Phật ngài dạy như vậy là những ai tu theo ta, Ye me babute Sittipade. Dạ, Sittipade. Cái chữ này cái chữ này nó có chữ ba đá là bằng chân hay là câu, nhưng mà cũng có nghĩa là con đường. Dạ, thành ví dụ tham ba đá gì là pháp cú. Dạ, pháp cú. Thật ra do có cái chữ mà chữ ba đá ở đây nên chi ở trong cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu dịch là pháp cú ta dạy. Nhưng mà nếu mà nghe như vậy thì quý vị nghĩ là pháp cú là một cái câu pháp. Không phải, ở đây chỉ Sittapada không phải là câu dạy. Sittapada ở đây tức là cái con đường, hay là pháp môn, hay là cái phương pháp, hay là cái đường hướng mà Đức Phật đã dạy. Đó là những ai mà đi theo đường hướng của Đức Phật, của ta, của Như Lai dạy, những ai đi theo ta dạy. Anusikhanti Chajino. Dạ, cái chữ Chajino ở đây đó là nó không có nó không có đơn giản chỉ là hành thiền chỉ, mà chữ Chajino ở đây đó
chỉ cho cái sự nung nấu, hay là chúng ta gọi là tôi luyện. Sự tôi luyện tức là một cái gì đó mà mình tu, mình học, mà trong cái sự tu học đó, nó sắc son, nó gắn bó, nó miên mật. Chúng ta đúng là cái chữ Gino ở đây dịch những miên mật rất là hay. Tức là hành trì một cách miên mật. Hành trì một cách miên mật. Chúng tôi không có dịch xa hơn, chúng đó là hành đúng, hành trì đúng phương pháp, hành trì đúng, hành trì một cách miên mật. Cái câu này quý vị phải hiểu thoáng một chút thì quý vị sẽ hiểu lời dạy của Đức Phật, là những ai hành trì một cách miên mật theo lời dạy của Như Lai. Cái chữ cha ná, chữ cha dí có nghĩa là có nghĩa là nung nấu, giống như là mình hầm cái gì, mình hầm cho nó như, mình hầm nhiều á. Ở đây chúng ta nói rằng mình hành trì một cách miên mật. Hành trì cái miên mật, hành trì anusikhanti. Anusikhanti là học theo, hành theo. Hành theo một cách miên mật. Và bây giờ chúng ta nói đến một cái chữ rất là quan trọng là chữ kale. Kale là hợp thời, đúng thời, hay là gặp cái thời khắc thích hợp. Thời khắc thích hợp. Quý vị có nghe ở trong kinh có câu là nghe pháp đúng thời, hay là đựng pháp đúng thời, hoặc là ở ngoài đời người ta cũng có cái câu đó, làm ăn cũng phải có thời. Nó lạ lắm thưa quý vị. Về điểm này thì nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng hãy mình nghe pháp, pháp á, là điều hay, mà nghe điều hay là tốt rồi. Không, Đức Phật đã nói rằng, ngài dạy rằng còn có một yếu tố nữa là nghe mà nghe đúng thời, rồi đàm luận mà đàm luận đúng thời, tu tập mà tu tập đúng thời. Thí dụ như là ở trong kinh đó có nói về lúc mà Đức Phật ngài ra đời, nhưng mà đạo sĩ Asita là người rất là có cái căn tính cao, đắc tới thiền phi tưởng phi tưởng, nhưng mà sanh lại sanh về cõi trời phi tưởng phi tưởng là không có đúng thời. Hay là khi Đức Phật ngài ra đời mà mình sanh ở cái xứ không phải là Trung Ấn, mà mình sanh ở Hy Lạp, hay là sanh ở Ai Cập, hay là sanh ở đâu đó, là không được, không có được gia nhập tăng đoàn, không được tu tập. Hoặc giả là thời Đức Phật ngài ra đời mình sanh làm Phạm Thiên chẳng hạn, mà không được ở kế bên Đức Phật tu tập, thì cái đó lại không có đúng thời. Lại thêm một cái chuyện nữa là có nhiều khi trong cuộc sống đó, mà mình tinh tấn lại không có đúng thời. Thí dụ như là bây giờ quý Phật tử phát tâm tu tập, nghĩa là thôi bây giờ sau bao nhiêu năm tháng mình sống cuộc đời mình thấy không có nghĩa hết vì mình tinh tấn hành thiền, nhưng mà phát tâm đi tu thiền tự nhiên gặp lúc đại dịch. Đại dịch là Miến Điện đóng cửa, rồi các trường thiền lại cho cách đi, hay là ở trong lúc mình muốn đi tu tập tự nhiên có chiến tranh xảy ra, có bệnh dịch xảy ra, thậm chí là có nhiều vị muốn tu tập và trong lúc Chư Tăng đang chia rẽ, Chư Tăng đang chia rẽ, Chư Tăng đang phân hóa, thì ở bên Ấn Độ nó có những thời gian mà Chư Tăng phân hóa đó, mà đến nỗi mà nó trở ngại cho sự tu tập của mọi người, hay là gặp lúc mà mình phát tâm tu tập mà lúc mà mình bệnh hoạn, ví dụ như là bây giờ chúng tôi thưa rằng một cái chứng bệnh mà đang ảnh hưởng đến tăng già của Thái Lan rất là nhiều, và cá nhân chúng tôi bị ảnh hưởng, đó là bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường, mình nghe nói cái bệnh tiểu đường là bệnh như vậy thôi, nhưng mà khi mà một người mình bị tiểu đường á, ngày trước thì chúng tôi có ở gần Hòa Thượng Hầu Giác, ngài cũng bị tiểu đường và chúng tôi bây giờ cũng bị tiểu đường, thì quý vị thấy rằng khi mình bị tiểu đường đó, nó có nhiều cái trở ngại lắm. Mình ăn uống đó, là mình không thể ăn theo cái thời khắc thích hợp được, như ở trong kinh dạy được, mà mình phải ăn mỗi lần chút, và mình không muốn ăn vặt, nhưng mà họ bắt buộc mình ăn một ngày phải 5-6 bữa, mà ăn không được nhiều, ăn lần chút chút như vậy đó, để nó thích hợp với căn bệnh của mình. Mình đi đâu phải mang thuốc mang men theo, vân vân, có nhiều điều kiện. Thành ra lúc mình phát tâm tinh tấn mà lúc mình bị bệnh, hay lúc mình lúc đất nước có chiến tranh rồi có bệnh dịch, hay lúc Chư Tăng chia rẽ vân vân,
nó gọi là sự tinh tấn không đúng thời. Nó có nhiều cái điều kiện, và nó có nhiều điều kiện. Chúng thường biết là có một vài người làm ăn rất là giỏi, thưa quý vị, làm ăn rất là giỏi, nhưng mà làm ăn không đúng thời thì nó không có giàu được. Và trái lại có những người làm ăn không giỏi nhưng mà gặp thời được, cũng là ăn khấm khá. Không biết quý vị sống ngoài đời quý vị có thấy vậy không? Có nhiều người thật ra họ không có giỏi lắm, nấu ăn không có ngon lắm, nhưng mở nhà hàng đúng chỗ đúng thời tự nhiên nó phát lên. Mà có những người nấu ăn rất ngon nhưng mà rồi mở nhà hàng ra vài bữa đóng cửa. Ở đây chúng tôi có biết là có một vị mà nấu chay rất là ngon, nhưng mà mới vừa mở tiệm chay ra gặp đại dịch rồi bây giờ phải sang tiệm chay cho người khác, không phải là họ nấu dở. Nhưng mà nó không gặp thời. Dạ, nó không gặp thời. Thời gian đó, nó lại là một yếu tố khách quan nữa, bởi vì mình phải hiểu. Dạ, mình phải hiểu cái chuyện đó, chứ mình không có nên nói rằng có Đức Phật là đủ, và có Đức Phật rồi mình phải tinh tấn, mình phải tích cực. Dạ, tại các đấng Như Lai chỉ là thầy, các con phải tinh tấn. Nhưng mà gặp Đức Phật rồi, có tinh tấn rồi, mà mình phải nghe pháp đúng thời, phải hành trì đúng thời, phải gặp đúng cái cơ duyên nữa. Nếu không có đúng cơ duyên thì mình cũng không có phát triển được. Chúng tôi biết rằng có nhiều vị rất có tâm tu, nhưng mà vào trong chùa ở bên Mỹ thì có một cái vị sư người Mỹ mà chúng tôi rất là thương, là đọc một quyển kinh phát tâm tu học. Dạ, phát tâm tu học rất là tốt. Rồi phát tâm tu rồi tìm đến chùa, mà gặp lúc cái chùa đó trong giai đoạn họ đang xây chùa, tức là cứ lo kêu gọi tiền bạc, lo chuyện xây cất, 5 năm 10 năm bị đó nản và bị đó hoàn tục. Mà khi bị đó hoàn tục, chúng tôi rất là làm đích, tại vì chúng tôi biết là bị có đức tin, có đạo tâm, có kiến thức, mà vào chùa là cứ gặp lúc mà chùa đang xây sao tu được. Chúng tôi thưa quý vị là ngay cả quý vị cư sĩ mà vào chùa gặp lúc chùa mà đang cái giai đoạn xây cất cũng khó tu, chứ đừng nói chi là một vị sư. Thì như vậy cái chuyện mà đúng thời, chúng ta tạm gọi là cái cơ duyên, tạm gọi là cái cơ duyên, nó lại là một yếu tố mà nói theo cái ngôn ngữ Việt Nam ngày nay chúng ta gọi là yếu tố khách quan á. Nó cũng phải, nó phải đúng thời mình làm được. Thì thời Đức Phật còn tại thế, thì khi mà các vị vua chúa, các vị bà la môn đến gặp Đức Phật sau khi nghe pháp không đảnh lễ rồi từ biệt ra về đó, thì các vị hay nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con rất là hoan nghỉ đến đây nghe pháp, nhưng mà bây giờ con có việc phải đi. Thì Đức Phật hay nói một câu là: hãy làm cái gì nghĩ là hợp thời, hãy làm cái gì nghĩ là hợp thời. Có nghĩa là ở trong đời sống của chúng ta, có lúc đó có những công việc nó mang tới cái gọi là thời gian tính thì phải làm thôi. Mà nếu chúng ta không làm việc đó đó thì nó là đổ nợ sanh ra chuyện khác. Và ví dụ như bây giờ quý Phật tử đến chùa nghe pháp, mà con hay cháu nó đi học tới giờ tan học, mà quý vị nói rằng: ô, mình phải tinh tấn nghe pháp, thôi cái chuyện con cháu nó tan học là để kệ nó, mình ở đây tiếp tục nghe pháp. Thì nó tan học mà không có người đón, nó đi lung tung là đổ nợ gia đình nữa. Thành ra ở trong lúc đó, cái người mà biết chuyện đó thì không phải là vì mình thích nghe pháp hay thích tu hành mà mình ngồi đó mình ngồi thiền hay mình nghe pháp, và cũng phải bỏ chuyện đó ngang, đi rước con, rước cháu về, là làm cái gì thì hợp thời. Dạ, cái thời gian, yếu tố thời gian, cái thời gian đó nó không mang cái tính cách như là chúng ta nói là giá trị hay tinh tấn, nhưng mà đặc biệt là có những điều mà nó luôn luôn mang cái ý nghĩa gọi là thời gian tính. Dạ, thời gian tính rất ư là quan trọng, bởi vì dù là mình nói đúng mà nói không hợp thời, dù mình làm đúng mà làm không hợp thời, dù mình tu đúng mà tu không hợp thời, thì nó cũng có vấn đề. Nên khi chúng ta đọc bài kệ này thì chúng ta thấy rằng vị chư thiên nói lên cái niềm hoan hỷ. Niềm hoan hỷ đó nó chỉ có ba cái yếu tố. Một á, là nói về những chúng sanh mà có điều kiện tu tập là con người. Và những con người đó là ở đây dịch là Marucha, mà Marucha thuộc về nhân loại. Và thứ hai đó là gặp đức thiện thể ra đời, tức là Sugato chỉ như Đức Phật, gặp vị chân sư, gặp bậc đại giác ra đời. Và thứ ba đó là vị đó tinh tấn tu tập không có chỉnh mạng. Và ba yếu tố đó nghe thì rất là hay, phải không? Chúng ta nghe không có chuyện gì phải tranh luận, phải bàn cãi về điểm này hết. Nhưng mà rồi khi mà trình bày với Đức Phật thì Đức Phật lại dạy thêm rằng, thật ra thì
Đức Phật ngài không nói gì, ngài chỉ nói thêm. Dạ, ngài nói thêm đó là những điều đó là điều tốt đó. Dạ, ba điều đó là điều là tốt hết. Nhưng mà có hai điều khác phải lưu ý. Đó là còn phải tu tập đúng thời. Dạ, tu tập đúng thời ạ. Y đó gọi là kale te apamat chanta, tức là nỗ lực và đúng lúc đúng thời. Và thứ nữa đó là Đức Phật dạy là hướng cầu đến cứu cánh. Không phải là mình gặp Đức Phật mình vui, mình chỉ tu cho có tu thôi. Tu đó chưa đủ. Dạ, tu chưa đủ. Chúng ta đọc ở trong cái kinh mà kinh gọi là kinh ví dụ là loại cây đó. Thì mình một người mà đi vào trong rừng tìm lỗi cây đó, mà mới đi vào trong rừng thấy hoa lá đẹp quá, hái hoa lá đem về, thì người đó còn chưa tìm lỗi cây, mà người đó chặt lấy cành nhánh mang về cũng chưa gọi, mà lấy cái vỏ cây cũng chưa gọi, mà phải lấy cái lỗi cây ở trong. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng trong sự tu tập á, mình đi chùa vui cũng chưa đủ, mình nghe pháp hay cũng chưa đủ, mình mặc chiếc y lên cũng chưa đủ, mình sống ở trong một hội chúng thanh tịnh cũng chưa đủ, mà cái mục đích sau hết, trên hết, đó là chấm dứt sanh tử. Dạ. Thì ở đây Đức Phật ngài không có dùng cái chữ chấm dứt sanh tử, mà ngài chỉ nói rằng vị đó đã nằm ngoài cái vòng cương tỏa của tử thần. Dạ, nằm cương thời tử thần, là Đức Phật ngài nhắc chúng ta rằng dù là thân con người, dù là sanh làm chư thiên, sanh làm phạm thiên, dù sanh về cõi vui, nhưng mà tất cả những điều đó nó chỉ là những cái cuộc vui nhất thời. Nó chỉ là một kiếp, có sanh ra rồi có lúc rồi phải chết đi. Dạ, và không có cái gì gọi là bảo đảm hoàn toàn cho đến khi mà chúng ta thực sự đắc chứng quả giác bộ giải thoát hoàn toàn. Cái cứu cánh gọi là giải thoát sanh tử và chấm dứt sanh tử. Thì thưa quý vị, bài kệ này khi mà Đức Phật ngài nói lên đó thì chắc chắn là vị chư thiên hiểu, nhưng mà riêng đối với chúng ta đó thì chúng ta nên ghi nhận rằng vị lời của vị thiên tử, vị thiên tử ở đây mà chúng ta đề cập đến là thiên tử Ma Hú không phải là sai, nhưng mà lời nói đó nó chưa có đầy đủ. Dạ, chưa có đầy đủ. Sanh làm người là một điều rất là quý rồi. Gặp được Đức Phật cũng là quý. Tinh tấn hành trì cũng là quý. Nhưng mà hành trì đúng thời, đúng cơ duyên lại là một yếu tố quan trọng. Và biết được cái cứu cánh đích thực của đời sống đó là sự giác ngộ, giải thoát, chấm dứt sanh tử hoàn toàn mới thực sự gọi là cứu cánh của chúng ta, lại là một yếu tính quan trọng khác nữa. Bởi vì ở trong cuộc đời này mình nói đó thì nó rất là dễ. Ví dụ như là quý Phật tử nói rằng mình là Phật tử, mình vào rung nghe pháp, mình vào lớp học mình nghe pháp, thì chuyện đó cũng tốt chứ không phải không tốt đâu. Nhưng mà rồi chúng ta cũng phải nói cho đủ là mình nghe pháp để làm cái gì. Không phải nghe pháp để cho vui tai, ngày nào vô mở ra giống như là người ta xem một cái show hay nghe vở kịch hay nghe cái chương trình radio, ngày nào nghe cho có nghe, mà chúng ta có cái mục đích rõ ràng. Và cái mục đích đó là chúng ta học hỏi lời dạy của Đức Phật. Rồi không phải chỉ học hỏi mà ở đó, mà chúng ta phải nghĩ đến một cái cứu cánh đích thực, một cái lợi ích thiết thực của đời sống. Thì thưa quý vị, ở đây chúng tôi muốn nhắc lại một lần nữa là đối với chư thiên, đối với những loài hóa họ có những cái vượt trội hơn là nhân loại chúng ta. Phước họ có thể là họ không có bị chi phối bởi công ăn việc làm, họ không có bị chi phối bởi tình trạng sức khỏe nóng lạnh nay bệnh mây đau, hay là ảnh hưởng dịch bệnh như chúng ta, hoặc giả là họ có thể có cái đời sống hưởng cái thiên lạc thiên phước nhiều hơn chúng ta, nhưng mà không có nghĩa là họ diễm phúc hoàn toàn đâu. Dạ, họ diễm phúc nó cũng giống như là quý Phật tử mà có tiền, dạ, có tiền rất là nhiều,
ở bên Mỹ này có những người, thưa quý vị, họ qua bên Mỹ đó, họ đi làm cái nghề gọi là nghề nail. Thì cái nghề nail không đòi hỏi tiếng Anh nhiều. Nghề nail là người dễ làm ra tiền. Trong lúc đó thì có những cái người khác đó, họ đi học ở trong trường, học cực khổ ra, họ đi làm việc ở bên ngoài đó, thì không có lương cao bằng nghề làm nail. Tuy nhiên cái nghề làm nail thì nó có cái được là làm ra tiền, nhưng mà nó lại có cái bất tiện khác là có nhiều người ở bên đây 10 năm, 20 năm mà lại không có hấp thụ được cái văn hóa bên này, không có được những cái lời lạc về phương diện học vấn. Trong lúc đó có những người qua đây họ không đi làm việc đó mà họ lại dấn thân vào đi học. Học ra trường thì lương cũng thấp hơn là làm nail, lợi tức không có nhiều. Mất quá thì đủ mua nhà, mua xe, đủ sống với gia đình tương đối. Nhưng mà rồi họ lại được một cái lợi lạc khác là học được. Thì cái giữa chư thiên và nhân loại cũng vậy. Chư thiên là người sanh ra có phước, hưởng nhiều. Nhưng mà cái phước đó cũng không hẳn là tốt hoàn toàn. Chư thiên muốn tu thì cũng khó, muốn hành thiền thì cũng khó, muốn trở thành một thành viên của tăng chúng cũng khó. Thật ra trong cái đời sống tu tập đó, đôi khi chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta có được một cái cơ duyên, một cái cơ hội. Và cơ hội đó là ngồi để mà nghe Pháp, ngồi để mà học Phật Pháp. Chúng tôi, thưa quý vị, một cái nhìn khác, một cái thí dụ khác ở trong đời sống của chúng tôi đó là chúng tôi làm trụ trì một ngôi chùa. Và lâu lâu chúng tôi gặp chư tăng Nam Tông, Bắc Tông á, thì các vị hay có một cái chuẩn mực mà các vị rất là hoan hỷ. Đó là ở trong chùa thì cúng đám rất là nhiều. Và một tuần có 3-4 đám, mà chùa nào càng nhiều đám thì các vị càng thích. Tại vì chùa nào có nhiều đám á, thì những tang thì lại có tài chánh nhiều, Phật tử lưu tế đông đảo. Nhưng mà chúng tôi thú thật với quý Phật tử là chúng tôi không có ham cái chuyện đó lắm. Tại vì ở chùa nhiều lúc có đám tang thì Phật tử họ mất thì mình là nhà sư thì mình có bổn phận phải đi đó. Nhưng mà sống trong chùa mà đám tang quanh năm á, chúng tôi sợ lắm quý vị. Chúng tôi thà là sống ở trong một ngôi chùa nhỏ, sinh hoạt đơn giản, mà mỗi ngày có thể thảo luận Phật Pháp với chư tăng, có những giờ để mà cùng nhau trao đổi Pháp hay là tu thiền này đó, nó hoan hỷ hơn. Còn nếu mà ngày nào cũng đi tụng kinh, có tiền thật, cất chùa to lớn, có cơ sở mua chỗ này chỗ kia thật, nhưng mà rồi thường là những ngôi chùa mà cúng đám nhiều quá thì không có thì giờ làm chuyện khác, thì nó mệt lắm. Tụng kinh đám tang xong, chứ tôi biết là có những ngôi chùa mà một tuần lễ là 3-4 đám là tụng kinh xong về mệt, không có muốn nghe Pháp. Mà có khi những vị sư đó chúng tôi thấy một năm nó chưa cầm đến cuốn kinh dở ra đọc một lần nữa. Chúng tôi không có công kích những vị đó, nhưng mà chúng tôi nói như vậy là đôi khi chúng ta nên ý thức là cái gì đó thì thực sự thích hợp cho cái cuộc sống của mình. Dạ, yeah. Không có nghĩa là cái đời sống của chư thiên. Dạ, chư thiên như những vị thiên tử ven thú thì chúng ta không biết là đến từ cõi nào, nhưng mà chư thiên có hưởng phước. Nhưng mà rồi quý vị thấy rằng ở đây có những người họ rất là giàu, có nhiều tiền lắm. Có nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền quá mới có đi du lịch, nhiều tiền quá để sưu tập xe hơi. Có những người họ sưu tập cả mấy triệu đồng xe hơi, bao nhiêu chiếc họ để trong gara, lô mở máy đứng ngắm mà lái thì chắc họ cũng vui đó. Nhưng mà thôi, thà chúng ta có cuộc sống bình thường. Ý chúng tôi muốn nói rằng ở trong cõi người, cõi nhân loại đấy, chúng ta nên cảm thấy. Chúng tôi rất là sợ có những người sống mà tối ngày cứ nói rằng con mơ sau khi chết con về làm công dân của đất nước cực lạc, con mơ sau khi chết sanh chỗ này của chỗ kia. Trong khi đời sống hiện tại đó thì họ không có trân trọng, họ không muốn quý cái đời sống hiện tại này. Nhưng mà thật sự là thân nhân loại quý lắm, thưa quý vị, thân nhân loại rất là quý. Chúng tôi không biết là quý Phật tử có bao giờ nghĩ ra điều này hay không. Riêng về chúng tôi nói thẳng là bản thân của chúng tôi, bản thân của chúng tôi hiện tại đó, sanh làm người, đời sống của chúng tôi cũng phải là đời sống
đời sống nó thảnh thơi về mọi phương diện đâu, nó cũng có việc này việc kia mà lo. Nhưng mà chúng tôi rất là cảm kích là cái đời sống hiện tại của mình. Dạ, đời sống hiện tại ví dụ như là bây giờ mình muốn đọc một bài kinh Trung Bộ mà mình không hiểu thì mình có điều kiện để mình tra cứu, mình có đạo bạn để mà mình hỏi, mình thảo luận, rồi mình có thời giờ để mình suy nghĩ. Còn nếu mà chúng ta sanh về cõi nào đó hay là sống cuộc sống nào đó mà vui quá thì cũng chưa chắc là mình có thể làm được chuyện đó. Chúng tôi xin thưa thiệt đó, chúng tôi xin thưa thiệt một điều đó là những người nào mà sống mà tôi coi tối ngày cứ nghĩ là sau khi chết mong sanh về cõi này sanh cõi kia đó, thì có lẽ là chúng ta không có hài lòng với hiện tại, chúng ta không tận dụng cái hiện tại và chúng ta không quan hệ với hiện tại. Và lâu lâu chúng ta cũng nên đọc những cái bài kệ như vậy để thấy rằng những vị chư thiên ấy, nhiều khi cũng thấy được là con người có phước thiệt sự và con người có thứ. Chữ Manucha là dòng dõi của nhân loại, tức là loài người đó, người có phước thật sự, có phước được gặp Phật, có phước để có thể làm phước, để tạo phước, có cái duyên để học pháp, để nghe pháp. Và thậm chí là cái sự vô thường xảy ra trong cõi người, ví dụ như mình già, mình bệnh, ví dụ cảnh sanh ly tử biệt, ví dụ những xáo trộn đời sống, nó vẫn là những cái chất xúc tác để chúng ta suy tư, nó vẫn là những bài học lớn để chúng ta chiêm nghiệm cuộc sống. Còn chúng tôi nói như vậy là dĩ nhiên là nói thì nghe kỳ, nhưng mà đôi khi sanh là cõi trời sung sướng quá và thời gian thời gian dài quá, chắc là cũng cũng sung sướng hơn. Giống như là mình bây giờ tự nhiên mình trúng số thật nhiều tiền rồi, có tối ngày ăn rồi đi chơi hoài, thật ra đời sống nó cũng vô nghĩa. Dĩ nhiên nói như vậy nghe hơi khó đồng tình, nhưng phải nói rằng chúng ta nên trân trọng, và nên trân trọng cái thân nhân loại này. Sanh được làm người là khó, và mang cái thân này là khó, và nhất là chúng ta sống ở trong một cái điều kiện hoàn cảnh mà mình có rất là nhiều cái khả năng xoay sở, mình có rất là nhiều cái khả năng để tổ chức đời sống. Và quý vị thấy rằng mình muốn đi làm cũng được, mình muốn đi học cũng được, mình muốn tu tập cũng được, muốn này kia cũng được, mình có nhiều cái possibility, mình có nhiều cái khả tính để mình có thể thực hiện trong, có khả năng để thực hiện trong đời sống mình. Cái chuyện đó mình nên trân trọng, nên quý. Chư thiên mà cũng cảm thấy vui cho chúng ta, rồi chúng ta thì không vui chúng ta, mà chúng ta cảm thấy mình muốn sanh về cõi trời thì cũng ổn, thưa quý vị. Thôi thì chúng ta nói đại khái như vậy là vị thiên này đó là tán thán loài người. Nói tới cái niềm vui của loài người là sanh được thân người, rồi gặp Phật, rồi được tinh tấn tu tập, dấn thân nhập cuộc vào trong lời dạy của Đức Phật. Và Đức Phật này cũng dạy thêm rằng ngoài cái chuyện đó ra, nếu mà những ai mà nỗ lực mà đúng thời đúng lúc, đồng thời do cái sự nỗ lực đó mà chứng đạt được cái quả giác ngộ giải thoát hoàn toàn, thì đúng là điều hữu duyên hữu phúc. Đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong cái bài học ngày hôm nay. Thật ra thì nãy giờ chúng tôi chỉ tiếp lời cho Thượng Tọa Pháp Tân, nhưng mà cho đến giờ này thì thấy Thượng Tọa vẫn chưa có vào được, nên chỉ là chúng ta kể như là xong cái bài giảng ngày hôm nay để bước vào phần thảo luận của chư Tăng cho bài học này. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Không biết Thượng Tọa Từ Siêu có mặt ở trước máy không? Dạ. Nhưng mà Thượng Tọa Từ Siêu, có nhiều khi chúng ta sống lớn lên trong nền văn hóa Phật giáo, chúng ta đi chùa, chúng ta đọc kinh sách mỗi ngày đó, thì chúng ta thấy rằng cái sự ra đời của Đức Phật nó dễ quá mà, chúng ta dễ có quá. Nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ đến là thật là hy hữu sự ra đời của vị Phật toàn giác, thật là một cái diễm phúc khi chúng ta được tiếp xúc với giáo phái pháp của vị Phật toàn giác, thì chúng ta nghĩ như thế nào?
chúng ta chiêm nghiệm như thế nào để chúng ta thấy đó là một cái rất là hãn hữu, một cái điều không phải dễ có và điều là chúng ta nên cảm kích. Xin kính thỉnh Thưa Tổ Tiên Sư Hoa Nghị nói thêm về điểm này. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Tam Bảo. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Để chúng ta có thể nhận ra được cái cơ duyên gặp giáo pháp, gặp Phật pháp là một điều hạn hữu, thì ở đây thưa quý vị, nó có ba việc. Thứ nhất, do cái cơ duyên từ quá khứ ở trong quá khứ mình đã từng gặp những vị chánh đẳng chánh giác, từng nghe được giáo pháp và từng tu tập, mặc dù chúng ta lúc đó chưa có giải thoát, nhưng mà mình đã từng cảm nhận được cái con đường giác ngộ. Thì ngay trong hiện tại, chính cái cơ duyên đó làm cho chúng ta vừa nghe nói đến Phật pháp là chúng ta khởi lên lòng tỉnh tính, cũng giống như xưa kia có một vị vua mà nghe tin có báo có một vị Phật xuất hiện ở đời, thì vua đó ông vui mừng khôn xiết và ông rơi vào bất tỉnh ba lần. Và cứ mỗi lần tỉnh dậy thì ông ta hỏi cái tin đó, sau khi nghe được ông ta mừng, ông ta hoan hỷ, cuối cùng thì ông ta bỏ ngai vàng để ông ta ra đi để tìm Đức Phật là một. Cái chuyện thứ hai nữa là dương có cô độc, có cái căn duyên ở quá khứ, cho nên bây giờ một hôm khi mà ông gia chủ có cô độc, tức là một số đá tá đó, ông đi đến tại thành Rajagaha để thăm người chị ruột và ông anh rể. Thì khi đến đó thấy ở trong nhà đang lăn xăng bận rộn, như là chuẩn bị một cái đại tiệc, thì ông ta mới hỏi thăm. Thì người anh rể cho biết rằng là chuẩn bị cái lễ trai tăng để cúng dường đến Đức Phật và chúng đệ tử Đức Phật ngày mai. Vừa nghe nói đến Đức Phật thì trong lòng ta rộn lên một niềm hoan hỷ khó tả. Đêm đó ông ta thao thức không thể nào ngủ được, ông ta lặng lẽ ra đi theo cái hướng mà hồi ban chiều đã được nghe người anh rể nói Đức Thế Tôn ngự ở tại cái bìa rừng đó. Thì ông ta đi tìm Đức Phật,
Cho dù phải đi ngang qua bãi Tha Ma Bồ Địa, ông ta cũng can đảm mà đi qua. Đến khi gặp được Đức Phật rồi, ông ta nghe pháp rồi, ông ta chứng quả Tu Đà Hoàn. Vì sau này ông ta trở thành một đại cận sự nam bậc nhất ở trong Phật giáo, về cái sự hộ độ cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng. Đó là trưởng giả Tâu Cô Độc, thưa quý vị. Như vậy thì để có được cái sự nhận thức quý hiếm đối với sự ra đời của một vị Phật toàn giác, thì cái điều thứ nhất là chúng ta phải có cái căn cơ duyên. Chúng ta phải có cơ duyên. Cái điều thứ hai đó, cái nguyên nhân thứ hai giúp cho chúng ta có được cái sự nhận thức về sự hạn hữu của Phật pháp có mặt trong thế gian này, đó là chúng ta cần phải suy niệm về cái khổ của cuộc sống. Khi mà chúng ta suy niệm về cái khổ của cuộc sống từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên, thì chúng ta phải lăn lộn với cuộc sống, phải trải qua bao cái sự thăng trầm, lại thêm nữa là cái thân bị già, bị bệnh và sẽ phải bị chết. Hễ mà chúng ta càng cảm nhận được cái cuộc sống này nó là phù du, là giả tạm, là đau khổ, thì lúc đó chúng ta mới cảm nhận được cái sự cao quý hạng hữu của Phật pháp. Vì rằng Đức Phật là một người đã khám phá ra cái con đường giải thoát khỏi sự khổ đau này. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta suy xét những cái nỗi khổ ở trong cuộc đời, trong cuộc sống để chúng ta chán á, và chúng ta thấy quý Phật pháp, thì đó là một điều cần thiết. Và cái điều thứ ba đó, là khi mà chúng ta đã được nghe pháp rồi, để chúng ta càng kiên định cái lòng tin của mình và cái sự nỗ lực tinh tấn nhiều hơn nữa, thì chúng ta cần phải biết ứng dụng lời dạy của Đức Phật ở trong cuộc sống này. Những khi chúng ta vui buồn, chúng ta hạnh phúc hay đau khổ, chúng ta gặp những cái thuận cảnh hay nghịch cảnh của cuộc sống, chúng ta đều liên tưởng đến lời dạy của Đức Phật. Chúng ta biết đem Phật pháp ứng dụng trong đời sống, chúng ta nếm được cái hương vị đó. Dù chúng ta chưa đắc đạo quả đi nữa, nhưng mà chúng ta nếm được cái hương vị đó, chúng ta sẽ cảm thấy
quả thật giáo pháp của Đức Phật là thiết thực hiện tại, và quả thật Đức Phật và giáo pháp là cái chỗ nương tựa tinh thần cao quý nhất, hàng hữu nhất mà những mà ta may mắn mới có gặp được và học hỏi được giáo pháp. Thì thưa quý vị, đến cái yếu tố thứ bảy đó, thì xem như là chúng ta đã khá thuần thục ở trong Phật pháp mới đạt được như vậy. Về cái điều thứ nhất đó, làm sao chúng ta có thể biết được ở trong quá khứ mình như thế nào? Nhưng mà có điều là khi được nghe lần đầu tiên, khi được nghe nói đến Phật pháp, là mình có cảm nhận được rằng đây chính là cái chỗ nương tựa, thì chúng ta biết được ở trong quá khứ mình cũng đã từng có cái lòng tịnh tấn nơi Phật pháp ở trong quá khứ. Còn cái điều thứ hai đó, đó là cái chất xúc tác để giúp cho chúng ta luôn luôn nhận thấy rằng Phật pháp xuất hiện ở đời là một điều cần thiết. Để mình có điểm tựa tinh thần, giống như một người mà họ đi lạc vào rừng sâu, dẫy đầy cái sự nguy hiểm, khi tâm họ hốt hoảng về nạn thú dữ, ma quỷ hay là trộm cướp, thì liền khi đó họ có cái pháp gì để họ trấn tĩnh. Thì cũng vậy, ở trong cuộc đời này, khi chúng ta cảm thấy được cái cuộc sống có nhiều khổ ải, liền khi đó chúng ta tìm cái chỗ nương tựa tinh thần. Như Đức Phật đã dạy trong Pháp Cú Kinh, loài người sợ hoảng hốt, tìm nương tựa rừng núi, đền tháp, tức là họ cầu nguyện van xin, họ tin tưởng khấn vái đó. Sự nương tựa như thế không được an toàn, sự nương tựa như vậy không được tốt đẹp. Ai quy Phật, quy Pháp, quy y Tăng, ai dùng chánh tri kiến, thấy khổ và khổ tập, thấy khổ diệt và con đường đến sự khổ diệt. Sự quy y như vậy mới là quy y an ổn, sự quy y như vậy mới thoát khỏi mọi khổ đau. Pháp Cú Kinh Đức Phật đã dạy đẩy như thế trong nhiều bài kệ liên tục, ba bài kệ liên tục. Cho nên ở đây đó, khi mà người Phật tử chúng ta lúc nào mà chúng ta cảm thấy cái niềm tin của mình bắt đầu hụt hẫng, cái niềm tin Phật pháp hụt hẫng, thì liền khi đó quý vị phải chiêm nghiệm cái cuộc sống khổ đau này. Chừng nào mà chúng ta thấy sợ hãi cái sự luân hồi và nhàm chán cái thân ngũ uẩn này, thì lúc đó cái niềm tin của chúng ta nó sẽ được khơi dậy
và nó lớn mạnh. Còn cái chuyện mà chúng ta ứng dụng Phật pháp vào đời sống của chúng ta đó, thì thưa vị, khi chúng ta đã trưởng thành, đã lớn mạnh ở trong giáo pháp đó, thì chúng ta phải biết ứng dụng. Nhờ như vậy mà chúng ta sẽ giữ vững được niềm, chúng ta kiên định được lòng tin của mình đối với Phật pháp, chúng ta mới thấy Phật pháp là cao quý. Ngay cả những cái vị xuất gia cũng vậy. Vị tỳ kheo quan hỷ với pháp, yêu mến giáo pháp, thường suy tư chánh pháp, vị đó sẽ không rời chánh pháp. Vị tỳ kheo mến pháp, trú pháp, tâm tư hà niệm pháp sẽ không rời chánh pháp. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi. Ô thọ lượng số 1, thừa tội gia đẳng quỳnh nêu Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình thừa tội tự siêu. Bất thừa tội tự siêu xin thỉnh thừa tội trả lời một câu nữa rồi. Thỉnh sư huynh đi nghỉ. Bất thừa tội tự siêu, chúng ta thấy không phải trong một đoạn kinh mà rất nhiều đoạn kinh. Đức Phật thì dùng cái cụm từ gọi là Machu Vasaga, là nằm ở trong cái quyền lực của thần chết, hay là nằm ở trong cái vùng cương tỏa của tử thần đó, để ngài chỉ cho cái hệ lụy của kiếp nhân sinh. Thì người Phật tử hỏi rằng tại sao có nhiều cách nói về cái hệ lụy của kiếp trầm luân, và Đức Phật lại đặc biệt ngài dùng cái chữ gọi là nằm ở trong cái quyền lực của tử thần. Về cái cụm từ này mình nên hiểu như thế nào, và để thấy về cái nhìn của Phật pháp đối với cái chết, đối với kiếp trầm luân sanh tử này. Xin kính thỉnh sư tổ quan hệ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái cụm từ mấy chú ít sang ga thì chúng ta cũng đã biết là nằm trong quyền lực của tử thần. Mấy chú ở đây là sự chết, tại vì chúng ta dịch là chữ tử thần, đó là cái từ thông thường mà chúng ta dùng xài. Chứ thử thần là thần chết. Nhưng chữ bách chú có nghĩa là cái sự tử vong, cái sự chết, sự chết vậy thôi. Quá sát tức là cái quyền lực hay là cái sự phong tỏa. Còn chữ ga đó, chữ gác, nó là xuất xứ từ cái động từ gâm hay gân gâm mú. Gâm mú là căn của động từ gây sạch tí, có nghĩa là đi đến. Khi mà mấy chú và sát là cái quyền lực của thần chết ghép với cái căn gắm mát gắm mút, thì lấy chữ lấy một căn thôi, cái căn giản lược. Cũng như khi chúng ta nói urina vegetati urago, urina vegetati vegetati có nghĩa là đi, mà uri là bằng cái ngực, bằng cái ức ở dưới, bằng những cái vảy ở dưới bụng, ở dưới ngực,
Thì như vậy cái chữ Urago, Uraga, Uraga là con rắn. Thường thường các cái danh từ ở trong tiếng Bali đó hay sử dụng căn để mà ghép vào cái chữ sau một cái từ nào đó rồi lập thành một cái danh từ. Cho nên cái chữ này đó, thì chúng ta phải hiểu chữ gá ở đây là gá chất tí. Thì đó đúng là một cách nói cô động về cái sự khổ lụy của kiếp trần luân. Vì sao vậy? Bài kệ Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy rằng Parichin năng idang rupang rovat nít thăng pap Phật vô rằng phết trẻ tí vô tí san đề paranan tăng hít chi vừa tăng sắc này bị suy già ổ bệnh tật một manh đóng hôi thúi đổ vỡ chết chấm dứt mạng sống. Ở trong cái cuộc sống này đó, thì cái sự chết là kết thúc. Cho dù một con người giàu có hay là quyền thế ngất ngưỡng hay là một con người nghèo khổ cuối cùng cũng phải chết. Giàu nghèo cũng phải chết, mà sang hèn cũng phải chết, người đẹp người xấu cũng phải chết, người có quyền lực và người cô thế cũng phải chết, tất cả đều phải chết. Vì vậy cho nên khi mà xài cái cụm từ hay là cái thành ngữ gọi là mất chú và sát gác, mất chú và sát ga, tức là chúng sanh đều nằm ở trong cái quyền lực của tử thần, tức là nói đến là có sanh ra là phải chết. Nếu như vậy là nói đến cái sự khổ lụy của cuộc sống một cách chính xác, là bởi vì cái sự khổ lụy của cuộc sống, nếu mà chúng ta nói là nghèo hay là hèn hoặc là cô thế vân vân là khổ, thì chúng ta còn phải loại trừ ra, ngoại trừ ra trường hợp cũng có người họ có phước báo, họ giàu có nhiều tiền của, hoặc là họ có phước báo cho nên họ sống một cái đời sống sang trọng phong lưu, hoặc là họ có phước mà họ có nhiều quyền chức ở trong cái xã hội vân vân. Nhưng mà khi mà được dùng cái cụm từ mấy chú quay xá ga, thì chúng ta thấy ở đây là đã bao trùm hết, chắc chắn ai cũng phải đi vào con đường này, ai cũng phải đi con đường này. Như trong Tư Bộ Kinh có đoạn Đức Phật Ngài dạy mai mốt chúng ta sẽ, chắc có lẽ chúng ta sẽ học tới bài này. Ở đây thưa quý vị, vô pi bát sát sa tăng chi vê so pi bát chú parayano, dù ai sống trăm năm cuối cùng cũng phải chết. Cho nên một lần nữa
chúng ta nói đến chúng sanh là những người nằm ở trong quyền lực của tử thần, thì đó là cách đó cô động về khổ lụy của kiếp trầm luân vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi đã như thế. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, kính trân thưa tòa thượng sư, bây giờ thỉnh thưa tòa thượng sư đi nghỉ. Thượng tòa pháp căn ơi, thượng tòa có ở trước máy và thượng tòa pháp căn có nghe được không? Nếu dạ có, dạ, dạ thỉnh thưa tòa trả lời cho câu thứ ba. Thưa pháp răng, thì thường chúng ta hay nói về người có căn tu hay là không căn tu, hay là người có túc chuyên hay không có túc chuyên Phật pháp. Nhưng mà cũng có một điều lạ là nếu mà mình nói là có túc chuyên hay không có túc chuyên, có căn tu không căn tu á, thì tại sao có những người mà lúc mới tu họ tu rất là tốt, nhưng mà về dài thì họ lại thất bại, họ lại bỏ cuộc. Và có những người đó họ tu giai đoạn đầu thì không ra gì hết, mình phải nói là không ra gì hết, nhưng mà càng về sau này thì họ lại còn có thành tựu lớn. Thì chúng ta nên hiểu điều này như thế nào? Họ có túc duyên hay không có túc duyên cái Phật pháp? Kính thỉnh thượng tọa. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, có pháp tăng cái đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp tăng, có kính đảnh lễ thần tọa Tề Siêu, thần tọa Giác Đẳng, thần tọa Minh Hạnh, Tề Ti, Tề Đức Sư Nguyên Thông cùng với chư tôn Đức tăng, kính chào vậy cô tu nữ thần trại Phật tử. Khi mình nói rằng một cái đời tu kéo dài đó, thì nó phải nói rằng là một cái quá trình mà mình phải nhìn lại. Nhiều khi chúng ta thấy rằng những cái xứ truyền thống đó, ví dụ như là Campuchia, thì họ tu thời gian sau rồi họ không tu nữa, họ trở về đời. Họ nghĩ rằng để cho những người ở sau họ tu. Còn nếu mà nói về những cái xứ khác đó, thì cũng có một số xứ quốc giáo họ cũng có cái sự đi tu, nhưng mà rồi một thời gian họ quần tục cũng có, hoặc là họ tiếp tục tu tập luôn cũng có. Thì mình nói như vậy để mình thấy rằng ở trong cái đời sống tu hành đó, thì quả thật một cái kiếp mà mình tu hành trọn được một kiếp đó, quả thật là nó cũng rất là nhiều và nhiều cái sự gian nan. Như là lời Thượng tọa Giác Đẳng hỏi đó, thì quý vị biết rằng một cái đời sống mà mình gọi là mình do cái giới luật á, mình có cái sự khép mà lại với cái đời sống thế tục, có nghĩa là mình phải sống theo cái lời dạy của Đức Phật, những cái học giới mà Đức Phật ban hành đó, mình phải hành trì, mình sống như vậy để mình ở trong chùa mình tu tập. Thì chúng ta cũng biết rằng á, nếu mà mình tu á, mà để chứng ngộ được thiền định đạo quả đó, thì phải nói rằng theo Phật pháp thì mình phải là tục sinh làm người tam nhân, hoặc là mình có cái sự kiên trì để hành trì. Chứ còn nói rằng mình có duyên hay có cái duyên đó, thì thật sự ra cái duyên là cái điều kiện thôi quý vị. Ví dụ mình nói là có duyên tu không, mình có điều kiện để mình sống trong chùa thì mình gọi là có duyên tu. Tại vì duyên là cái điều kiện thôi, chứ dù mình nói cảnh duyên là cái điều kiện có cái cảnh để mắt mình nhìn vào cái cảnh đó, như là cảnh sắc, cảnh thinh, thì những cái điều này cho cái tâm mình nó sanh khởi theo cái cảnh đó. Thì cũng như vậy, nếu mà nói rằng cái duyên tu đó, thì mình hiểu rằng cái sự tu tập ít nhiều đó cũng tùy theo mỗi người, và trong cái thời gian tu tập nó cũng có nhiều cái sự thử thách, bởi vì chúng ta thấy rằng không dễ gì để chúng ta đắc được đạo quả. Và khi mà chúng ta đắc đạo quả đó, thì chúng ta còn hơn Đức Trời Đế Thích hay là Trời Phạm Thiên hay là Ma Vương. Tại vì Đức Phật đã nói rằng khi mình đắc chứng được đạo quả đó, thì cái quả giác ngộ giải thoát đó cho mình khỏi rơi vào đọa xứ. Nhưng mà Chuyển Luân Vương hay là Phạm Thiên hay là Ma Vương đó, thì cũng không chắc là không rơi vào đọa xứ, như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hoặc là mình không làm những cái lỗi lầm
khi mình đắc chứng đạo quả, như là năm cái ngũ nghịch đại tội thì mình không làm, năm điều sát sanh mình không làm, năm cái học giới mình không làm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái quá trình tu tập để mà đắc chứng đạo quả đó, đó là một cái sự kiên trì. Và thường thì chúng ta phải hiểu một điều là chúng ta có cái tuệ văn, có nghĩa là có cái tuệ văn thì chúng ta học hỏi giáo pháp, mà học hỏi đến nơi đến chốn đó quý vị. Chứ đừng nói nếu mà học mà không đến nơi đến chốn thì mình không nói rồi, nhưng mà ta phải học đến nơi đến chốn, có nghĩa là học Phật pháp để biết cái cách để hành trì, thì mình bắt đầu mình hành trì. Và trong sự hành trì đó đó, nếu mà mình thuận duyên đó, nó có nhiều cái sự trợ lực, trợ lực ví dụ có thầy tổ, có bạn bè, rồi đời sống tương đối là có vật thực, có trú xứ, có thuốc trị bệnh để mình tu tập, mình ít gặp những chướng ngại. Còn nếu mà mình mà cái phước duyên của mình kém cỏi đó chút xíu đó thì mình gặp trở ngại, mình gặp trở ngại. Và thường thì cái trở ngại nhiều là cái bệnh hoạn hay là những cái điều nghịch cảnh, bởi vì chúng ta thấy rằng những cái điều đó nó cũng làm chúng ta trở ngại rất là nhiều. Như vậy thì nếu mà chúng ta suy xét về cái nghiệp lực đó, thì chúng ta cũng có thể nỗ lực hành trì. Nếu mà có duyên để đắc đạo quả đó thì chúng ta lại không, nếu chúng ta có duyên đắc đạo quả tu đầu quần thì chúng ta không còn phải thối lui đời sống cư sĩ nữa, điều đó là chắc chắn. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa đắc đạo quả đó thì cái tâm tu chúng ta đó, bởi vì nó biết cái tâm nó bắt cảnh, và những cái cảnh đó, như là ví dụ chùa chiền, bạn bè hành thiền tu tập đó, này kia nọ, tụng kinh hay là tu tập đó, nếu mình ở trong những cái môi trường đó thì nó sẽ làm cho cái tâm mình ổn định. Nhưng mà nếu mà mình không có ở trong những cái môi trường đó, đó thì rất là khó. Nếu mình sống với cái môi trường người đời đó thì mình rất là khó để mình giữ gìn cái đời sống phạm hạnh, nó cũng khó chứ không phải là không khó. Tại vì xung quanh những cái cảnh đó làm sao cho mình đừng có bị cuốn hút. Nếu mình cuốn hút thì mình cũng rất là khó tu tập. Như vậy thì chúng ta cũng biết rằng đời sống tu tập là cái đời sống có nghĩa là có sự tiết chế đúng theo cái giới luật. Nên mình thấy như là một vị tỳ khưu thì có nhiều cái học giới mà không giống như người đời, ví dụ như vậy. Thì chúng ta phải gìn giữ những học giới và chúng ta phải chấp nhận cái đời sống tu tập như vậy. Và có một điều nữa, có lẽ là mình cũng phải thường quán xét, thấy đời sống của mình mong manh, hoặc là mình phải có sự quán xét đời sống nhiều cái khổ lụy. Đối với đời sống cư sĩ, đời sống xuất gia thì nó thuận lợi hơn. Nếu mình có quán xét như vậy thì mình mới bền chỉ để mình tu tập. Nói chung đó thì chúng ta phải có cái thiện pháp trong cái đời sống mà tu hành đó, là có cái thiện tâm để chế ngự cái thiền não. Nếu chúng ta mà thiếu cái thiện tâm là không được. Bởi vì nói cái thiện tâm, ví dụ mình nói là tâm thiện để làm việc bố thí, trì giới hay tu thiền, thính pháp hay thuyết pháp, cung kính hay phục vụ, hữu phước hay tùy hỷ phước, hay là cải chánh tri kiến, là sửa đổi cái tư tưởng của mình cho nó phù hợp với cái đời sống tu hành. Những cái gì mà sai lầm đó thì phải sửa đổi riết như vậy. Thì như vậy mình có cái tâm thiện như vậy, chế ngự cái tâm bất thiện đó. Nếu mà có cái tâm thiện một thời gian lâu dài đó thì nó sẽ giúp cho mình. Nhưng nếu mà thường thường một người mà khi mà họ không còn muốn tu hành nữa đó, thì cái tâm của họ nó vương vấn việc đời nhiều. Một thời gian thì họ phải bỏ cái đường tu và họ trở về đường đời thôi. Thì mình nói như vậy để biết là cái tâm của mình nó có cái tâm thiện thì chế ngự được tâm bất thiện. Nhưng mà nếu không có tâm thiện thì cái tâm bất thiện nhiều nữa, nhất định nó sẽ lôi kéo mình trở về đời sống cư sĩ. Vì mình không có chế ngự được bất thiện nên những cái bất thiện nó tự chế ngự mình lại. Mình hiểu như vậy thì mình có thể mình tu tập được. Nên thường thường quý vị thấy rằng cái đời sống cư sĩ của mình cũng vậy. Nếu mình có thiện tâm, có giới thì mình sẽ kiên trì để hành trì, mình có thể vượt qua được sự khó khăn. Nhưng mà nếu mình sống bởi cái tâm tham, tâm sân, tâm si nhiều quá đó, lâu ngày nhiều tháng thì mình sẽ không có tu tập được. Nói chung là mình hiểu rằng mình có những cái thiện tâm đó thì mình tiến bộ. Còn khi mình có những cái tâm si là mình sống mà bị mê mờ, tâm tối, không có nhận rõ cái hướng đi của mình một thời gian lâu á, thì mình sẽ lục, hoặc là mình có tâm tham trong cảnh sắc thân khí dị xúc nhiều thì tất nhiên là mình sẽ không có giữ đời sống mà tu hành được. Thì theo con nghĩ rằng nếu mà nói rằng cái duyên phước đó thì mình cứ hành trì, chứ còn bây giờ mình nói rằng cái duyên phước mình tới đâu á,
ai nói cái điều đó, đo lường cái điều đó cũng không bằng mình lấy cái tâm mình đo lường. Mình cứ kiên trì hành trì đó thì là mình lấy cái tâm mình đo lường như vậy thì chính cái tâm thiện của mình nó là cái tâm gìn giữ cho mình tu tập. Còn nếu mình để cái tâm bất thiện nhiều quá đó thì lâu ngày chạy tháng đó, nó sẽ tự lôi kéo mình ra, theo con nghĩ như vậy. Như vậy thì mình nói một cái người, bởi vì thường thường chúng ta cũng biết rằng nói một cái người có duyên đó thì phải nói rằng nhiều khi kiếp trước đó, mình tu và kiếp sau mình không tu cũng có. Tại sao thường thường quý vị biết không? Tại vì mình tu kiếp trước mình tu á, kiếp sau mình có phước. Mà có phước á, thì mình có những điều như ý. Ví dụ như có vợ con, có tài sản, có gia đình, có cha mẹ, có những cái điều hạnh phúc mà nó có sẵn. Và mình nếu mà mình không có nỗ lực mình tu đời sống xuất gia nữa đó thì mình sẽ sống đời sống cư sĩ, mình nói sống đời sống người đời đó, thì có thể kiếp sau mình sẽ không tu. Nên thường thường quý vị biết rằng mình tu mình không quán xét, mình cũng rất là khó tu. Vì mình quán xét mình thấy được khi mình tu tập những cái thiện nghiệp đó thì kiếp sau mình sanh ra mình có thuận lợi rất là nhiều mặt. Thuận lợi về tài sản, về gia đình, về gia thế, về cái sức khỏe, về cái sự thông minh, về cái lời ăn tiếng nói của mình đó, nó do cái đức tu đời trước của mình đó, nó tạo ra. Kiếp sau mình nói như đẹp trai đẹp gái, giàu sang, rồi học vấn thông minh, rồi tài năng, đức hạnh vậy đó, nó có nhiều mặt vậy đó. Chính vì những cái đó nên đó, mình thấy người đó kiếp sau là họ không tiếp tục tu tập nữa. Và nếu mà những cái thói quen như vậy hoài đó thì mình cứ trồi hộp hoài như vậy, chứ mình rất là khó để mà kiên trì mình tu từ kiếp này qua tới kiếp kia. Nên mình phải hiểu vậy. Mình phải hiểu vậy thì mình mới thấy rằng mình tu như vậy đó, mình tạo tích lũy cái phước, nhưng mà kiếp sau mình sanh ra thuận lợi đó, mình mà không khéo đó, thì mình sẽ không có tu tập nữa kiếp sau. Và mình ở lại cái kiếp đời sống mà thưởng những cái hạnh phúc. Rồi khi mà mình suy nghĩ về già rồi cũng trắng tay, cũng có gì thì mình cũng suy nghĩ để hối hận thôi. Hoặc là có thể mình về già rồi mình suy nghĩ để mình có chút để mình tu tập trở lại, để mình dành tích lũy để kiếp sau mình tiếp tục. Nó cũng có những trường hợp như vậy. Thì theo con nghĩ rằng nhé, quả thật nếu mình suy nghĩ là Phật Pháp đó, thì cũng có nhiều điều cho mình suy nghĩ, và cũng cho mình có một cái lập trường, có cái ý nguyện là mình cũng phát nguyện để mình tu tập. Mà dù kiếp nào có nghèo, có giàu, có hạnh phúc, có đau khổ gì thì mình cũng vẫn tiếp tục mà trong cái đời sống mà mình chọn lựa là sáng suốt, mình gọi là đời sống xuất gia. Nếu mình có cái ý nguyện như vậy thì kiếp này kiếp sau sẽ giúp cho mình, vì cái lời nguyện của mình cũng là một cái mãnh lực tâm của mình, nó sẽ cho mình có cái sự nhận định. Thì theo con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại, nếu cái gì cần nói thêm thì tỉnh từng tỏ. Sa thú cái chân thư tỏa pháp đăng. Bạch thư tọa Tư Quyền, thư tọa có nghe được không? Nếu thưa Tư Quyền nhé. Dạ, có con. Chúc mừng. Dạ. Có nghe. Thưa tọa Tư Quyền, có nhiều khi chúng ta gặp Phật Pháp, biết Phật Pháp, nhưng mà chúng ta lại giải đãi, chúng ta lại chểnh mảng. Thì phải chăng như vậy chúng ta chưa thật sự quý Phật Pháp? Chúng ta chưa thấy Phật Pháp quý hiếm. Nếu chúng ta thấy Phật Pháp là quý hiếm, là khó tìm, thì phải chăng là chúng ta tinh tấn hơn nhiều, hay là có một cái lý do gì khác nữa? Xin Thị Tổ Quang Hỷ chia sẻ một vài cái cảm nhận của Thị Tổ về điểm này. Kính thưa Thị Tổ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Tôi còn kính lễ đến Đức Phật, kính giáo Pháp của chúng tăng, kính lễ đến Thị Tổ Quốc Đẳng, Thị Tổ Pháp Đăng. Cảm ơn Thầy Đức Tổ Thi, Đức Tổ Đức Xuân Nguyên Thông, cùng chúng tăng là hiện diện, tăng giả đến quý tôi là cùng chúng Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, có thật đây là một điều mà có thể nói rằng là nếu mà được, nếu mà để trả lời một hỏi này thì nó cũng phải, chúng ta cũng phải xét suy của nó qua nhiều cái khía cạnh. Cái này phải nói rằng nó cái duyên của tất cả, nó có lớn hay là nhỏ đối với cái tinh thần giáo điển giáo nghĩa và cái duyên với Phật Pháp. Nếu chúng ta có cái duyên lớn mà chúng ta tiền thân chúng ta tu rất là tích cực, thì kiếp này thì chúng ta nó làm chút tiến tích đẩy. Nhưng là ngược lại,
nhưng chúng ta cũng tiếp kiến ở tiền thân là chúng ta hiểu biết được Phật pháp, nhờ cái trí tuệ đó chúng ta luôn luôn làm cái tri kiến dẫn đầu. Những điều mà chúng ta tạm gọi như là dạo quanh chút xíu, cưỡi ngựa xem hoa rồi cũng phải vô quay về, thì ở đây kiếp đạt có những người nó còn một chút xíu gì đó, cái ái luyến nó chưa thật sự buông bỏ tất cả, không phải là buông bỏ tất cả mà cái đó nó có thể nói rằng nó bị, mà cái đó nó có thể nói rằng nó bị, nó cũng do nhiều cái nguyên nhân tác động, do cái ái luyến anusya luân hồi thì ấy không thể vượt qua được, và do nhiều cái và cái nghiệp duyên nghiệp phước có quyết tâm, như điều nó không có một cái mãnh liệt mà để mà rốt ráo, mà chúng ta gọi là như là thiền, mà cũng như là mà tu tập tích cực suốt 7 ngày 7 đêm và 7 năm 7 tháng 7 tuần vân vân, thì cái giá trị tích cực của cách xuyên suốt mà và tâm động lực đó, thì phải nói do cái duyên phước nó chưa có đầy đủ. Do cái duyên phước, chúng ta phải khẳng định rằng do cái duyên phước đầy đủ cho nên nó không thể thúc đẩy chúng ta một cách tuyệt đối được. Đây là một lý. Nhưng chúng ta cũng không thể nào mà núp nói cái chuyện là cái duyên cái phước đó. Và phải nói rằng là do cái tính lực, do cái tấn lực chúng ta nó quá yếu. Và cái điều này nó phối hợp là tính tấn niệm định và tuệ lực một cách đầy đủ, thì chúng ta có sự tu tập nó mang tính tốt đẹp. Chứ còn phải nói rằng biết quý trọng nhất, biết giá trị chân lý, biết đây là phương hướng, đây là Phật pháp, đây là chánh truyền, đây là đúng đắn, không có sai nữa. Nhưng phải nói rằng là cũng không phải là không thành tựu, không vượt thoát đâu, mà phải nói rằng cũng như bây giờ đó là như chúng ta nghe nói một cái câu nhìn về thì nó cho nó dễ hiểu, là gặp nhau trong cõi linh hồn, gặp nhau trong cõi vô thường, biết rằng giả tạm mà vẫn thương tiếc hoài. Câu nói này nó sẽ nói lên ý nghĩa đó, được biết được cái giá trị vô thường, biết được cái giá trị khổ não, biết được cái giá trị vô ngã, nhưng lòng con người nó vẫn có một cái gì đó gọi là đó, mà khiến chúng ta phải cứ sanh tử lăn trâu như là như thế. Chúng ta phải nói thật sự như vậy, biết là giả tạm. Nếu biết giả tạm như ta xấu buông bỏ, đâu phải đơn giản. Chúng ta mới bỏ là bỏ, chúng ta mới buông là buông đâu. Đó là sự thật trong cuộc đời đó. Gặp nhau trong cuộc đời này nó là như vậy, biết rằng giả tạm mà vẫn thương tiếc hoài. Tại sao vậy? Người giả, cảnh giả, tất cả mọi thứ đều là giả, nó vô ngã, rồi nó đi qua hết trơn. Nhưng lòng của người chúng ta tại sao mà khi phải xa lìa sự và vật mà ta thương, ta yêu, ta vợ lòng, thì phải nói rằng cái mà hiểu của chúng ta hiểu ở một cấp độ nó vừa chừng, chưa hiểu một cấp độ như thị, tức là chúng ta gọi là chưa có tuệ tri một cách rõ ràng, một cách đúng đắn, một cách thích mình. Cho nên phải nói rằng là biết được cái giá trị, hiểu được cái giá trị, nhưng có cầm nắm được cái giá trị đó có, mà chúng ta biết là cầm nắm để chiêm nghiệm thành tựu được cái giá trị đó hay không, đó mới là một vấn đề. Vấn đề thứ hai là thấy, đã biết, đã thấy quý, biết quý và hiểu được nó là rất quý, cũng là khó tìm được. Chứ không phải là không cảm nhận, cảm nhận chứ. Bởi vì á, phải nói rằng là như chúng ta thấy, như đi tìm cái lỗ cây vậy, cuối cùng cái lỗ cây nó không phải là một chuyện đơn giản. Để thành tựu cái lỗ cây, để đạt được cái lỗ cây, để lấy được cái lỗ cây thì cũng như thế. Bây giờ chúng ta không thể nói bằng cách chúng ta núp bóng, là do vô thường, khổ não, vô ngã, do
vật này cảnh kia, bây giờ chúng ta cứ như thế này thế nọ, nhưng phải nói thật sự là chúng ta còn cái nghiệp luân hồi nó lớn, còn nghiệp luân hồi nó nặng. À, tức là bên tình, bên nghĩa, bên lý, bên sự, mà chúng ta không lý và sự chúng ta không tiên dung được. Nói vậy đó, chứ sự thiệt nếu như chúng ta biết được Phật dạy, kiếp này đây là một kiếp mà chúng ta là kiếp thân người viên nhân năng, viên nhân năng kiếp chô manusapatila phô, khó được làm người. Dạ, mà làm người khó giữ được cái mạng sống. Chứ chẳng nói chuyện mặt nó chẳng chịu gì cả, tức là khó được giữ cái mạng sống. Mà nếu chúng ta quý trọng như vậy chúng ta, vậy thì chúng ta nhắm mắt chúng ta tu suốt, tu cố gắng như thế này thế nào thì có đó. Có như lúc tâm cũng quyết tâm đó, chúng ta cũng quyết tâm đó chứ. Nhưng được cái quyết tâm này nó không được tồn tại lâu dài, và thế là thôi, coi như là chúng ta biết là góp nhặt cái pháp độ, và từ từ chúng ta tạo cái tiền sự tạo cái pháp độ, đó là sự thật. Trước giờ hỏi gì chúng ta buông bỏ cũng không phải là buông bỏ, vậy là chúng ta cũng như là không còn tích cực nữa, cũng không phải nói tích cực nữa, nhưng đừng phải nói được để đạt được cái rốt cáo, thì điều này phải nói rằng là chưa đủ, chưa đầy được cái phúc duyên đó. Cho nên những gì mà chúng ta đang làm, đang tu hiện tại này cũng chính là tạo cái nhân lành, tạo cái duyên lành để cho kết tụ cái đông đầy ở mai sau. Mà chứ còn phải nói rằng là để mà nếu chúng ta biết đó là quả thật, đó là giá trị quý hiếm, mà sinh làm người có dễ đâu, được làm người có sống lâu trên đời, được nghe chánh pháp tuyệt vời, được gọi cái đời thật là khó thay. Chính Đức Phật đã nói cái điều này, được nghe chánh pháp không phải là một chuyện đơn giản. Mà nếu chúng ta được nghe chánh pháp ở kiếp này, mà chúng ta làm nhân làm duyên, chúng ta thực nghiệm, chúng ta sống trên một cái giá trị giáo điển giáo lý đó, sống theo giáo điển, sống trên giáo điển và sống theo giáo nghĩa giáo lý đó, thì cố gắng hết sức mình. Thì chứ còn nếu mình nhớ ra rằng là chưa cảm nhận hay là chưa có cái hiểu biết cái giá trị đó, thì cái điều này nếu như một người có sự học hiểu, có cái sự kinh nghiệm, có một sự thực hành ít nhiều, người ấy sẽ biết được cái giá trị. Tuy là chưa có nếm được cái vị canh, nhưng cũng biết được đây là cái nồi canh nó ngon ngọt và vừa vị, nhưng mình chưa thể nếm được, vẫn biết được đây là cái nồi canh ngon. Dạ, thì đó cũng là khó tìm, và thật sự đó là điều khó tìm, không dễ dàng ở trong cuộc đời này mà chúng ta gặp được Phật pháp, được nghe Phật pháp, được học hiểu Phật pháp, và được nghe, được học hiểu pháp, được mê thích. Chúng ta hãy nhớ một câu ở trong kinh Thừa Tự: người đệ tử trú pháp, thích pháp, mến pháp, tâm tư niệm pháp, hàng niệm pháp sẽ không bao giờ rời xa Phật pháp. Đó chính là cũng là cái điều mà chúng ta cần phải nhớ. Tuy là chúng ta chưa có một giá trị tích cực, chưa có một cái rốt ráo, nhưng chúng ta cũng phải nhớ hàng đeo mang cái giá trị giáo điển giáo nghĩa đó mà chính Phật đã giảng, đã thuyết, đã kinh qua. Thì điều này cũng giúp chúng ta làm một cái tạo duyên lành cho mình ở hiện kiếp này cũng như ở kiếp lai sinh, để chúng ta tiếp tục mà tu tập. Chứ còn nếu như mà học thì biết học, nghe thì biết nghe, làm thì biết làm, mà chúng ta làm như là một cái động cơ, rồi tới giờ mở, tới giờ tắt, tới giờ nghỉ, rồi tới giờ không làm nữa, vân vân, thì cái điều đó rất là ổn. Mà chúng ta biết rằng chúng ta có một giá trị, chúng ta phải tự tạo cho mình giá trị, chứ không ai có thể tạo cho ai được cái giá trị này. Dạ, thì kinh bạch thượng tọa đó chính là đôi điều con suy nghĩ như vậy.
À, còn nếu có điều gì cần muốn tiếp tục kính dân tỉnh thường tòa thì đến ngày năm mô có thể nhé. Sa thủ kính trình thường tòa chủ quyền. À, sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có ở trước máy mà có nghe được. Nếu sư Nguyên Thông nghe được xin tỉnh sư Nguyên Thông chia sẻ một vài cái suy nghĩ. Sư Nguyên Thông, chúng ta đang sống trong thời đại dịch và chưa bao giờ chúng ta nghe nói nhiều về sự lây nhiễm và cái chết nhiều như ngày hôm nay. Ví dụ ở Hoa Kỳ, con số người chết vì COVID là trên dưới 700.000 người rồi. Một con số nhỏ chứ không có, một con số lớn chứ không có nhỏ. Và mỗi sự thông là ở trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta thường suy niệm về sự chết đó, nó có giúp chúng ta hướng cầu giải thoát không? Tại vì có đôi khi những cái suy niệm khác đó, nó không giúp cho chúng ta nghĩ đến giải thoát nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta thường nghĩ rằng cái chết nó là một cái chung của tất cả mọi người, rồi tất cả chúng ta sẽ chết, thì sư Thông nghĩ rằng nó có giúp cho chúng ta nhiều trong sự tu tập hướng cầu giải thoát không? Cái tình sư Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con nghĩ là cái câu hỏi số 5 này rất là quan trọng đối với chúng ta. Là bởi vì nếu mà chúng ta hướng về suy niệm về cái chết thì khiến cho chúng ta càng tinh tấn tu hành hơn. Thêm bởi vì mà nếu mà chúng ta còn sống trên trần gian này thì có cái phương tiện tu hành. Là vì vậy cho nên những người mà có trí tuệ thì luôn luôn suy nghĩ về cái chết, và do cái sự suy nghĩ về cái chết mà chúng ta sắp sửa chết thì chúng ta càng tinh tấn tu hành thêm. Và vì vậy cho nên con rất là tán thán sư phụ đã đưa ra những câu hỏi, và những câu hỏi này nó khiến cho những người có mặt trung rung này càng tinh tấn tu hành thêm. Là bởi vì nếu mà chúng ta còn sống trên trần gian này thì chúng ta còn có thể thi hành, thực hành được giáo pháp và tinh tấn tu hành. Và nếu mà chúng ta thân hoại mạng chung thì không biết kiếp sau trở lại làm người hay không. Vì vậy cho nên Đức Phật giảng dạy rằng cái mà thiện nghiệp là cái hành trang của chúng ta, cái tư lương của chúng ta. Cho nên cái người hành giả như chúng ta chẳng những tinh tấn tu hành mà phải làm hành thiện nghiệp, tức là đọc kinh, tụng kinh, kính lễ, cúng dường và giữ trọn giới luật. Phải đó là cái nhiệm vụ và chúng ta phải làm để có thể thành tựu được những điều mà Thế Tôn đã dạy vậy. Chúng ta cái đây hơn 2565 năm, để con xin trao mai cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm cho con những điều con nói chưa đủ. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sư Minh Thông, kính bạch chư Tôn Đức, thưa quý Phật tử, nhân sự chia sẻ của chư tăng đó, chúng tôi xin có một vài cái đóng góp tiếp theo lời của quý ngài. Mà có khi thường xuyên mà nghe pháp hay là đọc ở trong kinh điển đó, thì chúng ta nhận ra rằng nó có những cái chất liệu trong cuộc sống hàng ngày thay đổi, tác động đời sống thân thể của chúng ta cũng như tinh thần của chúng ta. Ví dụ như là buổi sáng chúng ta thức dậy mà mình uống trà hay uống cà phê thì chúng ta dễ có được cái chất xúc tác mà khiến cho chúng ta
đánh đáo, suy nghĩ nhiều. Và thân thể chúng ta đó, nó ảnh hưởng. Có những món ăn, thí dụ họ nói rằng trước khi chúng ta đi ngủ, những cái loại mà tinh bột hay là protein đó, nó sẽ khiến cho chúng ta ngủ nhiều hơn. Thì mình hiểu về thân như vậy thì tâm nó cũng giống như y hệt như vậy. Có những câu nói, có những cái ý tưởng mà tác động được đời sống tinh thần của chúng ta rất là nhiều. Và khi mà suy nghĩ về điểm này đó, thì chúng ta thấy những lời ở trong kinh và kể cả những cái lời của chư thiên, không phải là một bài kinh này mà có rất nhiều bài kinh mà chúng ta đọc, có đôi khi nó chỉ là một bài kệ thôi, và cái bài kệ đó, đó nó trở thành một cái chất liệu kích thích cái sự suy nghĩ, hoặc giả là làm cho chúng ta phấn khởi, làm cho chúng ta gắn bó hơn với sự tu tập. Bởi vì chúng tôi có cái quan sát này trong thời gian mà ở gần với các vị trưởng lão, hay là ở các ngôi chùa, nhất là chùa Ngài Chánh Cha hay là chùa Ngài Chánh Mahabua chẳng hạn. Thì mỗi ngày như vậy, thưa quý vị, hay có cái giờ gọi là giờ uống nước buổi chiều đó. Ở các chùa hay có giờ uống nước, và đặc biệt là chùa Ngài Chánh Cha đó, thì có một cái nếp sinh hoạt đó, là cái cốc của vị sư cả đó là rất là rộng. Và mỗi buổi chiều như vậy đó, thì tất cả những người trong chùa thường bân tập lên có mặt để cùng nhau uống nước. Uống nước xong đó, thì vị sư cả thường hay nhắc những cái sinh hoạt ngày mai trong chùa cần làm gì đó, hay là ở trong thời gian qua trong chùa có vấn đề gì. Và bên cạnh đó, đó thì lại thuyết pháp, lại có thuyết pháp. Thì chúng tôi thấy rằng những cái lời dạy của Đức Phật và những câu kinh được đem ra bàn thảo đó là một cái món ăn tinh thần nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Khi mà chúng tôi còn nhỏ, thưa quý vị, thì vào trong chùa sống chung với sư trưởng đó, mình thấy là ở trong chùa thì nó có cái sinh hoạt đặc biệt khác ở ngoài, chứ chúng tôi không có thật sự là thấy có cái nét gì gọi là độc đáo. Nhưng mà rồi khi mà rời Việt Nam sang xứ người, sống ở gần chùa này chùa kia, sống với chư tăng vị này vị kia, thì chúng tôi hồi tưởng lại mới nhớ rằng thật sự mình có một cái phước là hồi nhỏ vào chùa sống ở gần với sư trưởng. Bởi khi ở gần với sư trưởng của vậy mà ngài tịnh sự của vậy, thì các ngài hay đem cái chuyện Phật pháp ra để mà bàn thảo, mà nói, mà thuyết trình ở trong sinh hoạt chùa chiền. Và ít có bao giờ mà có những cái tháng ngày mà sống gần bên sư trưởng, mà hầu như là ở trong chùa cả tháng mà không có thuyết pháp, không có thảo luận về Phật học, không có nghe thuyết trình, sư trưởng không có hoan hỷ nếu mà ở trong chùa không có những sinh hoạt tu học. Thì cái lợi lạc cho chúng ta khi mà chúng ta sống trong những điều kiện như vậy đó là cuộc sống tinh thần của chúng được nuôi dưỡng bằng cái gọi là cái chất của pháp, cái chất của thiện, cái chất của lời dạy Đức Phật. Mà nếu không có được cái sự nhắc nhở, không có được cái sự khuyến khích đó, thì thưa quý vị, đời sống của chúng ta ngày qua ngày rồi mình không có cái gì gọi là đáng kể khả dĩ để mà nhớ, để mà suy niệm, và nó trở nên một cuộc sống rất là nghèo nàn về mặt tinh thần. Và do vậy thật ra chúng tôi rất là cảm kích cái sự có mặt của chư tăng và quý Phật tử hàng ngày. Thật ra có nhiều khi có một vài vị hỏi chúng tôi về chứ sinh hoạt trong bao thóc như vậy rồi được cái gì. Chúng tôi thì cũng không bao giờ nghĩ là được cái gì đâu,
về phương diện như cái hiểu của người ngoài đời. Nhưng mà đối với chúng tôi, mỗi một ngày đó có 2 giờ đồng hồ để chúng ta cùng nhau đi qua những cái dòng chữ ghi lại lời dạy của Đức Phật, để chúng ta có thể cùng nhau trao đổi, chia sẻ thảo luận của chư tăng. Như vậy là một cái lợi lạc, như vậy là một cái nguồn sống, một cái những cái phước phần ở trong cuộc đời này. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ là một điều rất là bất hạnh nếu chúng ta có được một cái gia tài mà Đức Phật để lại mà chúng ta lại không hưởng được cái gia tài đó. Và cái cách mà chúng ta hưởng được gia tài đó là gì? Đó là chúng ta cùng nhau mở lòng ra, cởi mở tâm tư ra để đón nhận, để lắng nghe, để trao đổi, để suy tư. Bởi vì nếu chúng ta không suy tư, không mở lòng ra thì làm sao mình có thể đem những điều đó vào trong lòng? Kinh sách đốt không tìm ra xá lợi, chân ngữ xưa vùi dưới lớp tro tàn. Kinh sách đó mà chúng ta không mở ra, mà chúng ta chỉ để trong kinh sách, thưa quý vị, ngàn năm thì chúng ta cũng hưởng được gia tài của Đức Phật. Và vì vậy rất mong là khi nào mà chúng ta còn có sức khỏe, khi nào chúng ta còn có điều kiện, và ngay cả khi mà ở trong một cái điều kiện mà chư tăng còn có thể ngồi lại với nhau để cùng nhau thảo luận, cùng nhau chia sẻ như vậy, chúng ta cũng nên tận dụng cái cơ duyên đó. Bởi vì thật ra không phải cái chuyện này nó có hoài đâu. Không phải là chúng ta duy trì được lớp phao thóc, lớp Phật Pháp Buddha Thamma này 20 năm rồi, bây giờ chúng ta thì bảo đảm là duy trì 20 năm tới nữa cũng không chắc. Một ngày nào đó nó có lý do này lý do khác chúng ta không còn nữa, nhưng mà chúng ta sẽ nhớ lại những tháng ngày mà mỗi buổi sáng hay buổi tối chúng ta có thể ngồi lại với nhau cùng lắng nghe, cùng suy niệm về lời dạy của Đức Phật bằng cái này hay cái khác, thì thưa quý vị, chúng ta cũng được rất nhiều lợi lạc. Chúng tôi rất là chân thành mong mỏi rằng chúng ta sẽ cảm kích, và không phải chỉ cảm kích một cách đơn thuần, mà chúng ta thấy rằng thân của chúng ta cần thức ăn thì tâm của chúng ta cũng cần thức ăn, và cái chất liệu nuôi thân cũng quan trọng, mà cái chất liệu nuôi tâm cũng quan trọng. Và Phật Pháp cho chúng ta những chất liệu hiện thiện, chất liệu của trí tuệ, chất liệu của một cái tâm tư cởi mở, và những chất liệu đó đó sẽ khiến cho đời sống của chúng ta thực sự có ý nghĩa. Xin được xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình Thắng Pháp, và vị giảng sư là Thượng Tọa Từ Siêu. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Nhật. Sa thú, sa thú. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã đúc kết bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn quý sĩ. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Nhật. Kamang ka pa pa ge ya ma ma ka ye na va ja ma na sa di da se su ka pa